Nếu như anh em đang cần tìm một giả lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hôm ngày hôm qua thì game lại cập nhật thêm cái gift code nữa. Để bây giờ mình sẽ nhập luôn dành cho những anh em tân thủ nào chưa biết có thể nhập nha anh em ơi. Mỹ nhân 945 anh em ạ. À. Đấy. Rồi luôn. Ai à, Hôm này có gì đây hồn nhân vật 5 sao, hồn nhân vật 4 sao. Ờ túi trọng trang bị đỏ 1 sao. Ui, cái code này được này anh em này. Đây là một số cái túi này, mở luôn này. Ui, ra dương trang bị này thì chắc chắn là ưu tiên được vũ khí rồi. Ấy. Bây giờ thì mình sẽ vào vần tướng, cho vào ngộ không, dùng nhanh phát, ngon ngay, lực chiến tăng lên là mầm anh em nhá. Đi chiến đấu Đeo chủ lực là ngon luôn. Và thời điểm hiện tại thì mình cũng có được 134 cái vé chiêu mộ ấy. Mình sẽ vào chiêu mộ thử xem tỷ lệ ở đây nó như thế nào nhá. Được những tướng gì đây? À, phát hiện đầu tiên này anh em này. Được em gì đây? Có tướng làm sao không? Úi à, có luôn này. Hạng vũ à? à nhưng mà như không ai chơi mấy sao ấy vậy? Yêu ma quỷ quái Rồi tiếp tục Tiếp tục Ôi pha Phát mờ này cùi thế được mỗi em tinh vệ với cả em gì 4 sao này Mạnh khương nữ Rồi tiếp tục đi 5 sao 5 sao 5 sao 5 sao 5 sao 5 sao Đấy rồi Ui ờ, Hai tướng đại kiều luôn à À không phải Một là Lý Sư Sư tướng mới này Wow Ngon nha Tiếp tục xem nào Ui Ôi rồi ơi Cày thế nhờ Hình như cứ 20 phát thì mới có một phát được bảo hiểm 5 sao hay sao ấy. Đấy, đúng thật này. Tỷ can à. Cản ti. Ok. Xem lần này sẽ được tướng gì nào anh em ơi. Ôi giời. Oh. Chưa phát nào được là hai tướng năm sao liên tiếp nhỉ. Chỉ có một phát là được x2 tướng 5 sao thôi. Rồi, lại hạng vũ à? cú thế nhở? Liệu có em gì đó xịn sao có bò hay không nhở? Anh em nào đã chơi hạng vũ chưa có thể để lại một cái review bên dưới xem nào? Còn lại 54 cái vé nữa thôi anh em nhá. Phát này lại tiếp tục từ năm sau nữa này anh em này. Piu. Rồi đây rồi. Can tương. Ây à. Lúc nãy thì là tỉ can, cản ti, bây giờ là can tương, tương can, can tương. Ok. Rồi. Phát nữa đi. Ây à. Ây à. Lại tỉ can. Hay thế nhỉ? Ok, Ok Cái này không có gì rồi thôi chết rồi Còn 14 cái vé nữa Liệu rằng là có hên suy gì hay không Đấy Đây rồi Lý Sư Sư Lại là Lý Sư Sư anh em ạ à. Chán Ôi đây, 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 đây. Ôi ui Ba vị tướng làm sao luôn này Trương Phi này Bạch Khởi Ui được không anh em? 1, 2, 3 tướng năm sao luôn Ghê chưa Càng đét luôn anh em ạ à. <laughs> Nó cứ phải gọi là kinh khủng đấy Thôi à, hết rồi hết xanh nhờ anh em ơi bây giờ thì mình sẽ vào kho tướng của mình để có thể là xem nào nâng cấp được thì nâng lên luôn anh em nhá sao sủng sức gì thì nâng luôn chứ còn gì nữa bởi vì nâng phát ra đầu tiên thì chúng ta chỉ cần một phôi thôi mà Ớ, không phải để nâng lên tiếp theo lại 6 sao lại cần bốn vị tướng làm phôi mới đau chứ anh em ui rồi cày chưa để mình thử ấn vào cái tăng sau ngay này xem nó như thế nào anh em nhá à cái này là sẽ giúp cho mình tăng từ ba sao lên bốn sai anh em ạ à. ui tăng luôn đi chứ nhỉ cũng hợp lý mà nhưng mà chỉ được có ba con thôi để mình xem qua một số những cái vị tướng năm sao mà mình vừa mới chiêu mộ được là những em nào anh em nhá ở đây là có lý sư sư đây là một vị tướng thiên về trị liệu anh em ạ tiếp theo ở bên này là tướng gì đây à vẫn là lý sư sư quên ở à, đây này nó sẽ là một vị tướng pháp sư can tương trông có vẻ là đẹp này có cái đầu lâu đây được đấy chứ à, hạng vũ thì có hai em ui chiến sĩ này mình đang thiếu một vị tướng chiến sĩ anh em ơi thế khả năng là mình sẽ nâng hạng vũ rồi ở đây là một vị tướng gì nữa tỷ can tỷ can là pháp sư pháp sư pháp sư ai à có hai vị tướng liền nhưng mà thôi mình sẽ ưu tiên nâng cho uh, hạng vũ trước anh em nhé bởi vì hạng vũ của mình cần phải cho vào đội hình có thêm tí tanh cơ đội hình nó mới khỏe được đấy giờ mình sẽ tăng sao không mà đem hạng vũ vào tiếp tục là bốn em này nữa này một hai ba và bốn đi cho bay màu hết nâng lên ok luôn Ồ oh, phát này lại chỉ cần 4 em 5 sao thôi mà không cần phải phôi em hạng vũ nữa anh em nhá Nhưng mà bị hết phôi rồi Thông tin thì mình có thể là nâng cấp lên Có đứng ở hàng đầu khỏe rè Tăng bắt nào Đây là vào 30 đề Cho trong đội hình chính cho nó chất chơi người rồi 20 này Ok Lên Rồi ngon lành Ui ơi, thiếu đá này có thể là nâng bậc lên phát nữa rồi anh em ơi Thôi tạm thời như thế đã Bây giờ thì mình sẽ vào trong phần đồ giảm Để có thể là nhận thêm phần thưởng kim cương trong chuyện ký Ngọc anh em nhé không phải kim cương Sorry Tiếp tục là hàng Nga đấy Nhận đấy rồi nhận luôn đi Ok Ở đây là ai đây Chuyện trí của Lý Sư Sư Rồi cứ thấy chấm đỏ là click vào thôi Chưa kịp nhìn tên vị tướng là gì luôn Nhưng mà mình cũng đã bảo anh em ở video trước rồi Nó không hiện cái phần chấm đỏ ở đây Đông ra là khó nhìn hoặc là ít nhất phải có thêm một cái phần nhận nhanh một cái nhờ thì có phải là ok không nhưng khả năng cao là game làm như thế này để chúng ta bắt buộc vào để đọc cốt truyện đấy bá vương đẹp trai tuấn tú ủa nó ra đây là tướng nam à holy shit ok thừa tướng có điều vị tinh cao trong quái linh tập căng ấy nhở trương phi nè trương phi nữ tướng này anh em này <laughs> gió cứ thổi mọi người đều tập luyện ở địa bàn riêng của mình chỉ có trương phi là nhảy nhót trên núi ở hơi à Tỏ hơi đến nơi rồi Không khí lạnh sắp về rồi còn nhảy nhót trên núi Điện ký này Y thông à, Y thông thạo binh pháp Giỏi dùng binh giống như bộ giáp kim cương Có thể che mưa che nắng cho đồng đội Ai à, Bạch khởi <laughs> tiếng quý bóp mà trông đẹp phết nhờ anh em nhỏ ừ, Cho gì đấy Điện ký thế nào Em này là em gì đây Trương Xuân Hoa Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi Càng đẹp Càng đẹp đúng nghĩa đen luôn anh em ạ Rồi nhận luôn này Hiện tại đồng tử được có 50 ngọc thôi Phát nữa xem nào Mạnh bà Mạnh bà mà sao trông trẻ vậy Bắt canh mạnh bà đấy anh em Nếu như là anh em Hướng âm tàu địa phủ gặp mạnh bà Uống bắt canh mạnh bà là sẽ quên hết Chỉ nhớ ấy Đó là như vậy đấy Ôi, tướng 4 sao của mình thì còn rất rất nhiều những vị tướng mà mình chưa nhận ở trong cái phần truyện ký để lấy thêm 50 ngọc anh em ạ để mình nhận hết xem là sau khi nhận xong thì mình sẽ có bao nhiêu ngọc anh em nhá ok đây rồi điện ký luôn này không biết là ấn cái nút sang này nó có à nó sang luôn này sang luôn vị tướng mà à không phải anh em cứ tưởng là nhảy luôn sang cái vị tướng mà nó có cái phần chuyện ký chấm đỏ ở đây ấy và đây ok anh em về xương xương thì ngày hôm nay mình xả bấy nhiêu vé chiếc mộ thôi với cả có thêm cái gift code mới anh em tuân thủ nào chưa biết thì nhớ nhập vào nha và anh em 100 vé đầu tiên của mình xả được ra những vị tướng gì Nhớ để lại comment ở bên dưới nhá Xem có anh em nào mà hên hơn mình không Ra những vị tướng kiểu bên phe thần Phật các thứ ấy Đấy ngộ đu ngộ điếc các kiểu Thì nhớ khoe ở bên dưới nhá Còn bây giờ thì xin chào mình gặp lại anh em ở những video tiếp theo Bye bye